Xin chào tất cả mọi người nhé. Bé trộn này khá là may mắn đấy ạ. Tuy rằng là chữa chưa xong, đang còn một chút xíu nữa, nhưng mà đã có người ở Hà Nội ấy, muốn bắt về để mà thả phóng sinh mọi người ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Bình thường chắc là em để bán cho ai nuôi sinh sản, nhưng mà có phóng sinh thì cũng ok. Phóng sinh nhà em nó về núi rừng này.